Xin chào các bạn, mình đang quay cho các bạn là cây mai vàng tứ quý. Mai vàng tứ quý, cây dáng thoát thân này, thoát thân thân lên đến cả 1 mét luôn các bạn ạ, gần 1 mét. Và mình đã cũng đã tỉa tán hôm trước thì nó có những cái cành ở dưới nhưng mình đã tỉa bớt đi rồi. Ở trên thì để nó phát tán tự nhiên. Mai vàng tứ quý là loài mai mà rất là phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt Nam. Và nó ra hoa gần như là quanh năm. Sau đợt Tết mà nó ra hoa màu vàng thì cánh còn lại cái đài cánh nó chuyển sang màu đỏ và có cái hạt màu đen đấy. Chắc nhà bạn nào có cây này thì cũng biết. Hàng của mình là được ươm trồng ở trong chậu ổn định như thế này rồi. Cây tổng chiều cao đạt khoảng 1m2 tính cả chậu nha các mọi người nhá. Giá bên nhà vườn Đạt Nhung bán ra thị trường là 200.000 một cây. Nếu khách lấy từ 3 cây trở lên thì bên mình sẽ miễn phí vận chuyển. Còn bên mình bán giá rất là rẻ và mình cũng sẽ báo giá công khai cho mọi người. Mình bán lẻ và bán buôn nhé. Giá lẻ cũng rẻ và giá buôn thì chắc chắn là còn rẻ hơn nữa. Giá sỉ ạ. Nên ai cần hàng gì cứ liên hệ trực tiếp để mua được giống cây trồng chuẩn và giá cả hợp lý. Đây là hoa hồng này. Các loại hoa hồng bên mình đang đóng hàng cho, đóng đơn cho khách đấy. Cây rất là đẹp nhá. Bông này, bông cũng đẹp luôn. Đây là hồng cổ Sapa mọi người ạ. Mà xin phép là vạch nó ra một tí cho mọi người xem này. Đẹp lắm luôn. Địa chỉ của bên vườn mình là khu 31 ha phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Có để số điện thoại bên dưới bài đăng ạ. Thông thường thì mình hay có dùng cái số đuôi 003 ấy. Thì mọi người cần thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Hoặc là mình cũng có một số điện thoại, một số cái số điện thoại khác nữa, cũng của nhà vườn Đạt Nhung, thì các bạn lưu ý gọi điện để chốt đơn trước nha.